Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu bộ hai cái bình đựng dầu gội đầu và sữa tắm của hãng Simple Human. Đây là cái bộ có mã là BT1028 và có hai bình dung tích là 440ml. Simple Human này thì nổi tiếng về thiết kế. Những sản phẩm của hãng này thường rất đẹp và có bảo hành khá dài là khoảng 5 năm. Bộ này được treo lên tường bằng miếng dán 3M rất là chắc chắn và chúng ta sẽ không cần khoan đục tường. Cách dùng đó là chúng ta sẽ đổ các loại sữa tắm và dầu gội đầu mà chúng ta hay dùng vào hai cái bình và mỗi lần dùng thì ta sẽ bấm nó sẽ tự nhả ra. Đây là phụ kiện gắn tường chính là cái miếng để giữ hai cái bình kia. Thì cái này sẽ dán lên tường bằng băng dính 3M có sẵn đó. Đây là hướng dẫn sử dụng đi kèm. Và đây là hai chiếc bình đựng dầu gội đầu và sữa tắm. Nó được làm từ vật liệu là inox chống dỉ và nhựa trong suốt. Cấu tạo cũng khá đơn giản. Cái phần phía sau này để gài này. Cái phần này gạt để đẩy cái sữa tắm hoặc là dầu gội đầu xuống. Đi kèm sẽ có cái phần để lau tường trước khi dán. Các bạn sẽ lau khô. Còn đây là cái bình thứ hai. Thường thì chúng ta chỉ có hai bình thôi, sữa tắm và dầu gội. Hai cái bình này sẽ được gắn lên giá. Cái giá đỡ này có băng dính phía sau, để băng dính 3M và sẽ gắn cái bình vào đây các bạn thấy băng dính toàn bộ mặt phía sau sau đó chúng ta sẽ gài có bốn chân ạ các bạn gài từ trên xuống và gần như là sẽ không mở bung ra được cả tương tự các bạn sẽ gài cái bình còn lại sau đó dán lên lên tường nhé thường thì chúng ta sẽ để chết keo rồi sau đó mới cho chịu lực chết khoảng 12 tiếng vậy là xong cái bộ này khi sử dụng nó sẽ như thế này Chúng ta sẽ kéo cái cần này để nhả sữa tắm hoặc dầu gội đầu để sử dụng. Nó sẽ giúp phòng tắm gọn gàng và đẹp hơn. Không cần biết là các bạn dùng cái loại dầu gội đầu hay sữa tắm nào cả. Phần nắp bình có ghi rõ là sữa tắm hay là dầu gội. Và các bạn có thể đổi hai cái này được. Các bạn rút cái nắp ở trên ra. Chính là để chúng ta đổ dầu gội đầu hoặc sữa tắm vào đây này và có thể trao đổi hai bên. Chúng ta còn cái phụ kiện để che vào cái lỗ ở hai bên của cái bình này đây nó sẽ che vào cái lỗ ở bên cạnh phải và cạnh trái của mỗi bình bạn bịt vào đây lỗ ốc đấy bịt vào để che cái ốc mỗi bên có hai cái tổng là 4 cái kích thước của bộ này là cao 24,4 cm rộng 22,6 và sâu là 9,4 cm để tìm hiểu kỹ hơn về bộ hai cái bình đựng dầu gội và sữa tắm của Simple Human các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại